Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì trước mắt các anh chị là một siêu phẩm đến từ hãng xe Toyota, hay gọi là Toyota Land Cruiser, một cái mẫu xe rất được yêu mến và chỉ được những người tinh túy nhất trong xã hội Việt Nam mới được đi mà thôi. Đây chính là những cái mẫu xe dành cho nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các thứ trưởng, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, ủy viên ban kinh tế trung ương, bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như là toàn bộ các tổng giám đốc các tập đoàn, thì họ hay sử dụng những cái mẫu xe Toyota Land Cruiser này. Đấy, đây là một trong những cái dòng xe phục vụ đối tượng là những người VIP nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. VIP nhất Việt Nam các bạn nhá, ở thời điểm hiện tại không thể VIP hơn được, bởi vì đây là mẫu xe Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu 2015 các bạn nhá. 2015, xe đăng kiểm đến tận tháng 3 năm 2022 các bạn nhá. Tháng 3 năm 2022, cực kỳ mới, xe cực kỳ hot. Chúng tôi đang còn hai con Land Cruiser, một là con 2013 và một con 2015 các bạn nhá. 2015. Đây, là một dòng xe địa hình rất yêu mến tại thị trường. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022 các bạn nhá. Rất đẹp. Anh chị em nào đang quan tâm đến vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Còn nếu anh chị em nào đang mong muốn tìm kiếm một cái chất lượng xe cũng như chất lượng keo chỉ của nó cụ thể thế nào và chất lượng xe có đảm bảo hay không thì có thể lán lại một chút trên màn ảnh nhỏ để chúng tôi có thể quan sát và quay kỹ hơn cho quý anh chị các bạn nhé. Đặc biệt hơn nữa thì anh chị em nào đang quan tâm đến vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Và anh chị em nào mà quan tâm những mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì chắc chắn là các bạn sẽ phải quan tâm nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không. Thì điều đấy là điều vô cùng quan trọng các bạn ạ. Vô cùng quan trọng. Này. Biển cũng khá đẹp, biển Sài Gòn các bạn nhé. Toyota Land Cruiser Sài Gòn. Khi mà chúng tôi mang xe ra đến đây thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải càng kiểm tra quá nhiều những cái bước đấy, trong đó là kiểm tra kỹ càng xe không bị tai nạn, không bị ngấm nước, không bị tháo cổ máy và giấy tờ an ninh an toàn. Phải đảm bảo 100% cho các bạn thì mới đánh ra ngoài này. Keo chỉ thì vẫn còn rất là nguyên bản hết các bạn nhá. Đây các bạn nhỉ. Ghế da này, chất liệu ghế da này cực mới các bạn ạ. Ghế da rất là mới các bạn nhá. Rất là mới luôn. Này. Ghế da cực kỳ mới luôn các bạn nhá. Mới lắm đấy các bạn ạ. Rất là mới luôn. Vô lăng là như mới luôn các bạn ạ. Động cơ chúng tôi không phải quay các bạn đâu, bởi vì động cơ là động cơ 4.6 hộp số tự động 4 cấp. À xin lỗi các bạn, hộp số tự động 6 cấp nhé các bạn nhá. Đây, SD này, dấu cộng trừ này, 6 cấp này. Có MTS này. Đấy. On up này, đầy đủ hết các bạn nhá. Hệ thống điều hòa tự động ở đây là 4 vùng độc lập các bạn ạ. Và màn hình thì đã được trang bị rồi, camera lùi, camera hành trình Gami. À Gami nhá các bạn nhá. Ông này rất là yêu thể thao chạy bộ, sao có cả camera hành trình Gami. Engine startup này. Cruise control này, đầy đủ hết. Ghế nhớ ghế nhá, nhớ 3 vị trí ghế nhá các bạn nhá. Đấy, ghế chỉnh điện này. Đây, các chế độ lái, gương chiếu, gương chỉnh điện, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo đầy đủ hết các bạn nhá. Anh chị em nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì chúng tôi đang chào bán là 3 tỷ 360 triệu. Giá có thể thương lượng được, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số điện thoại 0939063333. Xe này chỉ cần chuẩn bị vào hơn 1 tỷ là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn.